Xin chào các bạn. Trong số mấy mươi nồi bánh chưng của mình, đã có sai lầm nào làm bạn khó quên nhất hay không? Nope. Hãy comment bên dưới video cho mọi người biết về sai lầm mà bạn nhớ nhất, trước khi chúng ta sẽ gặp phải những chuyện trớ trêu khiến mình khóc không ra nước mắt. Bởi dù đã tính toán rất kỹ, nhưng cái kết thì không như mong đợi. Quả thật thì những sai lầm này xảy ra rất nhiều trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta có thể chiêm ngưỡng tận mắt, nhưng phần nhiều phải cần đến sự hỗ trợ của các camera. Để biết những sai lầm của bạn có là gì so với người khác, chúng ta hãy cùng khám phá video hôm nay. Camera vô tình quay lại, 30 sai lầm trớ trêu nhất không thể tin được đã xảy ra nhé. Ngồi lên xe. Cùng với ý định của cô gái là ngồi lên đầu xe ô tô đang đậu, thì người chủ xe cũng đang lui xe của mình ra. Kết quả là mong cô gái không phải ngồi lên xe, mà là gửi nụ hôn khá đau vào đất. Tặng xe. Cảm giác được người yêu tặng quà đương nhiên là rất tuyệt đúng không nào? Và cô gái này đã cực kỳ thích chiếc xe do bạn trai tặng. Tuy nhiên bất ngờ nằm sau cánh cửa. You like it? I love it. You like it? Bởi khi thưởng thức nội thất xong, cô nàng bước ra ngoài và khi thấy màu xe không phải màu mình thích, liền tỏ thái độ khó chịu và không muốn món quà. Theo bạn thì sai lầm là ở đâu nào? You're joking, right? Take it back. It's $175,000. Vạch kẻ đường. Chỉ một lúc đậu xe trên lề đường, chủ nhân của chiếc xe phải ngậm đắng nuốt cay, nhìn xe yêu khoác lên mình một vạch kẻ đường đầy tính nghệ thuật. Cá chốt. Chắc các bạn ở nông thôn không lại gì với loài cá chốt, và chúng đâm thì phải nói là bao đau. Bạn nào từng bị cá chốt đâm mà có kinh nghiệm giảm đau comment bên dưới cho mọi người biết nhé. Và trong tình huống này thì với pha chơi sai lầm của người bạn thân, khiến anh chàng này lãnh hậu quả khi bị gai của con cá đâm dính vào lưng. Oh my God. Wow. Nướng thịt. Chỉ muốn vừa nướng thịt vừa ngắm nhìn trời mây bên ngoài. Nhưng trớ trêu thay, miếng thịt chưa kịp chín đã bị một con chim nào đó cướp mất. Quay TikTok. Trong lúc hai cô nàng đang hí hửng quay TikTok thì dường như chú mèo cũng muốn tham gia, nhưng chưa được lên hình miếng nào đã phải ăn cú sút thần sầu từ chủ nhân của mình. Máy khoan. Hình ảnh từ camera cho thấy cô gái xinh đẹp này dường như rất hào hứng khi nghịch chiếc máy khoan. Để rồi chỉ một phút bất cẩn, chiếc máy đã bật lại đập vào mặt cô nàng. Em Minh cảm giác chắc là đau lắm đây. Các bạn nhớ, có nghịch máy thứ máy móc này thì phải hết sức cẩn thận nhé. Cô gái phục vụ. Sau khi nghe nhiều vị khách phàn nàn về tình trạng phục vụ của nhân viên, chủ nhà hàng đã xem lại camera thì phát hiện, không biết bao nhiêu lần cô nhân viên này đã trượt té trong quá trình làm việc, gây ảnh hưởng đến khách hàng. Thậm chí khi không có người, cô ấy vẫn té ngã một cách kỳ lạ. Sai lầm khi chọn nhầm nghề tranh. Thang máy. Đi cùng thang máy, người đàn ông nhìn cô gái đang từ từ cởi bỏ quần áo của mình. Người đàn ông cũng nhanh chóng cởi theo. Các bạn đoán xem, lúc này anh ta nghĩ gì? Hãy comment suy đoán của bạn bên dưới video nhé. Nhưng rồi cái kết khiến ai cũng phải phì cười khi cô nàng tụ họp với bạn bè tắm hồ bơi, còn người đàn ông thì ham hố chờ lắm rồi để lọt hố to. Khỉ. Một cô gái tốt bụng đã cho chú khỉ hoang thức ăn, đồng thời cũng tranh thủ quay lại hình ảnh của nó. Nhưng con khỉ đã cho cô nàng một kinh hỉ lớn khi vừa lấy thức ăn vừa lấy luôn cả điện thoại. Sai lầm của cô gái chính là không nghĩ rằng khỉ cũng có lòng tham. Đổ xăng. Người nhân viên cây xăng đã thực hiện việc đổ xăng theo đúng nghĩa đen của nó. Đổ đến xăng tràn đầy ra ngoài mà vẫn không hề hay biết. Sau vụ này, theo bạn anh ta có bị đuổi việc hay không? Hãy comment câu trả lời của bạn cho phần bình luận nhé. Cảnh sát. Gặp đúng người, đúng lúc, nhưng không đúng thời điểm là đây chứ đâu. Hẹn hò trong nhà vệ sinh,
Hai viên cảnh sát đã có màn thể hiện tình cảm nhớ đời khi làm sập cả dãy bồn rửa tay của người ta. Thợ sửa xe. Hình ảnh camera quay lại được từ một tiệm sửa xe cho thấy hai người thợ đang sửa một cái bánh xe. Trông cũng khá lành nghề, nhưng có ai biết rằng người thợ áo xanh vừa xoay cái bánh xe để nó ngã xuống, không ngờ nó lại nảy lên và nện vào chân anh ấy. Cái này gọi là tai nạn nghề nghiệp phải không các bạn? Công chúa. Chắc hẳn các bạn nữ của chúng ta ai cũng thích được làm công chúa phải không nào? Và cô gái này cũng không ngoại lệ. Nhưng chưa kịp thực hiện bộ ảnh ngồi trên xích đu lãng mạn, cô nàng đã vướng vào tai nạn lãng xẹt khi dây xích đu bị đứt, mà nguyên nhân là do cái trọng lượng quá khổ của cô nàng. Cây dừa. Hình ảnh đáng sợ từ camera cho thấy khi chiếc xe ba bánh vừa dừng lại, cây dừa bên lề đường bất ngờ bật góc độ xuống để chiếc xe biến dạng. Nhưng thật may mắn là người tài xế bình yên vô sự. Ơn giời, chắc lúc này thằng chết đang ngủ nướng. Con chó. Không hiểu ai đi làm mà lại mang theo con cờ hó, để rồi sợi dây đeo cổ của nó vướng vào một cái ghế, đã thế lại còn chạy lung tung khắp nơi, làm nhân viên phải vất vả đuổi bắt. Ăn kẹo. Thật trớ trêu thay khi cô gái này cố gắng ăn thanh kẹo, nhưng chưa thưởng thức được vào trong bụng thì nó đã trào ngược ra đường mũi. Theo bạn, cách ăn của cô ấy sai ở chỗ nào mà lại dẫn đến kết quả như vậy? Đi máy bay. Camera vô tình đã quay lại cảnh nhân viên an ninh của sân bay đã làm kiểm tra một hành khách nhiều lần trước khi lên máy bay. Do anh chàng này đã sắm hai quả mông khiến cô nàng nào cũng phải ghen tị. Còn các nhân viên an ninh sân bay thì không thể tin nổi vào mắt mình và cả thiết bị kiểm tra, nên phải làm đi làm lại rất nhiều lần. Tài xế xe tải. Chiếc xe tải này đã làm nhiều phương tiện khác trên đường phải hú hồn, còn những người xem hình ảnh từ camera thì hoàn toàn không thể tin nổi. Sao chiếc xe có thể rơi cả hai bánh khi đang chạy trên đường? Và càng hài hước hơn là tài xế của xe tải phải chạy theo để lấy về hai cái bánh, cứ như là đang đóng phim hài vậy. Đi bo. Nhìn vào những hình ảnh này, các bạn có nghĩ rằng đây là sai lầm của bậc cha mẹ khi người đàn ông này có vẻ ước mơ được làm vũ công mà cuối cùng lại bị bắt đi làm cảnh sát? Bởi vậy mới nói hãy để con em mình tự lựa chọn công việc mà nó thích để có thể phát huy hết tài năng. Đi ô tô. Hành động khó hiểu của một người đi ô tô đã được camera quay lại sau khi hoàn thành thủ tục kiểm soát. Thanh chắn giao thông được nâng lên để chiếc ô tô này đi qua. Nhưng điều khó hiểu là người đàn ông này dừng lại ngay lúc thanh chắn hạ xuống. Khi ông ta lùi xe lại thì cả thanh chắn đâm ngay vào cửa xe. Thế là người đàn ông bước xuống xe và xử lý gọn thanh chắn trong vòng một đốt nhạc. Chưa hết, ông ta còn chụp lại hiện trường để làm gì theo các bạn? Đậu xe. Không biết người đàn ông này đậu xe kiểu gì mà sau khi ông ta rời đi thì chiếc xe cũng tự đi luôn. Nope. Làm việc. Người đàn ông đang lái chiếc xe nâng hàng thì bất ngờ xe kéo chiếc thuyền lại trượt đi. Thế là ông ấy bỏ xe nâng hàng để cản xe kéo. Chuyện chưa vào đâu thì không hiểu chiếc xe nâng hàng lại tiếp tục di chuyển, đụng vào xe kéo thuyền làm nó tiếp tục trượt đi. Trong sự bất lực của người đàn ông, không biết làm sao để vẹn cả đôi đường. Lái xe trời tuyết. Ai cũng biết lái xe trong trời tuyết rất nguy hiểm, nên đa số xe ô tô sẽ đi chậm và cẩn thận. Còn trong trường hợp này, chiếc ô tô một màn lên đường hết sức ngoạn mục như trong phim hành động. Nhưng không may là vừa lúc đó, một xe cảnh sát đi ngược chiều đã nhìn thấy hết mọi chuyện. Thế là cảnh lạng lách đánh võng đã bị cảnh sát rượt theo. Nhận giấy phạt chắc là điều không thể tránh khỏi. Có bạn nào đã từng mắc phải những sai lầm như các trường hợp mà em Yên vừa giới thiệu? Đừng ngại chia sẻ câu chuyện của mình cho mọi người biết nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.